Từ Luộc, chúng tôi đáp xe hơi và xe lửa tới Marseille, nơi dừng chân thứ tư của quân tàu Trevin sau khi rời cảng Nha Rồng. Bến cảng này chứng kiến bước chân đầu tiên của bác trên đất Pháp. Bác đến đây từ cảng Said của Ai Cập sau khi vượt qua Địa Trung Hải. Nhật ký hành trình ghi: tàu rời Said ngày 30 tháng 6 năm 1911, đến Marseille vào ngày 6 tháng 7 cùng năm. Vậy là 97 năm đã trôi qua, giờ đây chúng tôi mới có dịp ôn lại cái thời điểm quan trọng đã lùi sâu vào dĩ vãng đó, ngay trên bến nước đã từng in dấu chân người anh hùng. Tờ nhật ký này thì ghi tàu tới Le Havre ngày 15 tháng 7, không rõ ngày rời cảng Marseille. Giữa hai lần cập bến là 9 ngày vừa lưu lại Marseille, vừa lênh đênh trên biển. Đây chính là bến cảng cũ mà con tàu Trevin đã ghé. Chúng tôi hiểu dấu vết xưa còn lại chỉ là con kênh cột rộng lớn dẫn ra cửa biển và có lẽ thêm cả cây trụ sắt cục mịch đầy để cột tàu. Chẳng ai để ý đến cái vật già nua bị lãng quên ngoài đoàn người kỳ lạ đến từ Sài Gòn. Mọi thứ cũ kỹ cổ xưa ở bến cảng này đều khiến lòng chúng tôi bâng khuâng xao xuyến. Thưa quý vị, là đô thị lớn thứ hai sau thủ đô Paris, Marseille là thành phố cảng lớn nhất của nước Pháp nằm bên bờ Địa Trung Hải. Tại đây, vào ngày 6 tháng 7 năm 1911, văn ba Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên đặt chân đến nước Pháp sau 32 ngày lênh đênh cùng con tàu L'Amiral Latouche-Trévin. 10 năm sau đó, vào ngày 25 tháng 12 năm 1921, Nguyễn Ái Quốc trở lại nơi này để tham dự hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Pháp. Và lần thứ ba, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Marseille vào ngày 16 tháng 9 năm 1946 khi người là thượng khách của nước Pháp. Thành phố này là một trong những thành phố ân tình nhất đối với cách mạng Việt Nam và với kiều bào ta. Bây giờ, chúng ta cùng đi thăm Marseille. Marseille là thành phố đông dân thứ ba sau Paris và Lyon, nhưng lại cổ nhất nước Pháp với 2.600 năm lịch sử do người Hy Lạp thành lập ở thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Nước Pháp có nhiều truyền thuyết nên thơ về nguồn gốc các thành phố. Nếu như Paris ra đời từ đám sương mù trên đầm lầy của hòn đảo giữa sông Sen, thì Marseille lại được sinh ra từ mối tình giữa nàng công chúa Gypti bản địa với chàng thủy thủ phiêu bạt giang hồ Hy Lạp Proti. Năm 48 trước công nguyên, thành phố đổi tên từ Massalia thành Massilia sau khi rơi vào tay quân La Mã của Caesar. Và bây giờ là Marseille. Trong mọi thời điểm lịch sử, đô thị này luôn thu nhận dân từ mọi nơi, trước hết là các đoàn quân đổ bộ Hy Lạp, rồi đến di dân và nạn nhân đến từ các xứ Latin, Do Thái, Armani, Italia, Corse, Tây Ban Nha, Tunisia, Algeria, Maroc, Châu Phi và Đông Dương. Họ làm đủ các nghề như chạy lưới, buôn bán, thợ thuyền, vân vân. Chúng tôi theo con tàu du lịch ra thăm một hòn đảo nổi tiếng án ngữ lối vào Marseille, nơi có tòa pháo đài lừng danh đã được Alexandre Dumas dùng làm bối cảnh cho cuốn tiểu thuyết Bá tước Monte Cristo của mình. Đảo Ít thuộc quần đảo Phirion. Giống như là bến cảng cũ này của Marseille là một con kênh cột rộng lòng thông ra cửa biển. Thành phố có vị trí tuyệt vời, ba mặt tựa vào lưng núi theo hình trăng khuyết ăn sâu vào đất liền của vịnh biển, một mặt nhìn ra biển cả bao la. Cửa biển Marseille có địa thế phòng thủ rất tốt, với mỗi bên bờ là một pháo đài kiên cố, Saint-Jean và Saint-Nicolas, đồng thời là những thắng cảnh hùng vĩ tạo nên nét thơ hiếm có trên lối ra vào, được xây dựng và nâng cấp dần từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 17 để bảo vệ Marseille. Đây chính là pháo đài Ít, tòa kiến trúc đồ sộ nhất án ngữ lối vào bến cảng, được ví như pháo đài Alcatraz ở San Francisco, nước Mỹ. Lúc đầu là một trại giam dành cho con cái nhà giàu phạm tội, do François đệ nhất ra lệnh xây dựng vào năm 1524. Từ khi cuốn tiểu thuyết của Dumas ra đời, rồi được dịch sang hàng chục thứ tiếng trên thế giới, người ta đã lũ lượt kéo đến đây để được tận mắt thăm hòn đảo này. Sau này, những bộ phim xây dựng theo tiểu thuyết cũng được quay tại đây. Từ năm 1960, hòn đảo và pháo đài là nơi bí mật chế biến cocaine đưa về từ Colombia để chuyển vào đất Mỹ.
nên nó càng trở nên bí ẩn. Trong số các tù nhân bị giam tại đây, có một vị thuyền trưởng người Ý thụ án tới 20 năm vì thuyền của ông đã đưa dịch bệnh tới đây, làm chết tới 50% số dân của thành phố Marseille vào năm 1722. Đây là một giếng nước ngọt. Có một câu chuyện khá rùng rợn, đó là thời gian suốt 200 năm tại nơi đây và tại hai pháo đài lân cận Saint Jean và Saint Nicolas, người ta đã hành quyết tới 3.500 tín đồ Tin Lành. Họ dù chết chứ không chịu cải đạo. Vào cái thời bác còn đi biển, những cánh buồm đầy lãng mạn và phiêu du như thế này luôn là một cảnh tượng hùng vĩ và thơ mộng. Xin hãy chia sẻ cùng với nhà thơ Nguyễn Bính. Hôm nay dưới bến xuôi đò, thương nhau ra cửa tò vò nhìn nhau. Anh đi đó, anh về đâu, cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm. Vậy mà giờ đây, hầu như tất cả chỉ còn là kỷ niệm.